Mới kho xong cái là múc có phần rồi đó. Có người xin phần rồi đó. Yummy. Rồi, mình ra mình hái mấy trái ớt đỏ vô cho để kho trứng ha. Thịt kho trứng, mà nói kho trứng chứ thực sự là cũng kho măng, kho nấm. Ông thích thì kho tùm lum vô chổng. Hái mới có mới quờ có ấy là bao nhiêu trái rồi nè, còn đầy ở ngoài kìa, nó chín hết trơn. À, Việt Nam mình có câu có món là thịt kho tàu, hồi xưa giờ mình ăn cũng nhiều rồi. Mà toàn là người ta nấu mà. Mà ở trên YouTube cũng nhiều người chỉ, đơn giản là cũng giống, nguyên liệu chỉ có nhiều đó thôi. Thịt, trứng, tỏi, ớt, chanh, với lại nước mắm, đường phèn, rồi nước dừa với lại màu, còn thêm miếng muối nữa. Mình ăn kho tàu rồi riết là ngán. Bữa nay mình thử lên YouTube mình coi, rồi xong rồi mình chế biến thịt kho tàu mà thêm có măng với lại có nấm nữa vô nữa, thử coi nó có giống ai không. Nha. Đó. Chanh để làm gì ai biết đâu, thấy người ta bỏ chanh vô, tình mình bỏ chanh vô chứ đâu biết đâu. Thì mình cũng học ở trong YouTube, thấy người ta dắt chanh hồi xưa giờ mình thịt kho tàu mình chỉ có là đâm tỏi, ướp nước mắm, đường vậy thôi. Còn giờ cái thấy người ta có bỏ chanh vô thì mình cũng thử bỏ chanh vô thử thôi, giống như là cái này là bỏ chanh để cho nó rệu á, nó mà không rệu riết thì giờ giống cho, như là mình cho mình nó không màu biết. Rệu á, mình không có biết thì mình bỏ chanh nhiều, cái vị chanh nó làm cho cái thịt kho tàu mới đúng là thịt kho tàu. Bởi giờ hồi xưa giờ mình tự nấu á, mình đâu có bỏ chanh, mình đâu có bỏ bột ngọt, với là mình đâu có bỏ đường phèn đâu, chỉ có đường cát trắng à. Thành ra cái món thịt kho tàu của mình ăn nó không giống giác nổi được. Bữa nay mình thử rồi. Tỏi, chanh, rồi ớt nhà hái đó, nấm rơm đây đó, rồi măng trứng luộc rồi ha, rồi cái bơ rọi thì trộn nước rồi hả, trộn sơ qua nước cho sạch sẽ, luộc sơ qua rồi, luộc sơ nước nóng cho nó sạch sẽ. Không giờ vậy nè, cái này mình làm á mình không có cân lượng gì đâu, giống như mình á, trời đàn ông vô bếp mà cứ nêm nếm thiếu cái này thì á, mình thêm vô một chút thiêu. Chứ mình không có cân lượng gì hết trơn á. Tại vì cái món này ở trên YouTube cũng nhiều người chỉ lắm. Biết bao nhiêu người chỉ. Nên bữa cái này mình làm là giống như mình không phải là mình làm để mình hướng dẫn. Mà mình làm á, để mình thử coi cái tâm lý của cái người mà không biết làm á. Tự lên YouTube coi rồi tự làm thử coi nó có giống ai không. Đó. Với lại món ăn á, không nhất thiết là phải cân đúng 200g hay 500g. Đồng ý, càng đúng á thì nó càng tốt. Nhưng mà cái này mình không phải đi thi, với lại mình ăn uống ở nhà thì mình tùy cái khẩu vị của mỗi người, mình thêm cái này chút, thêm kia chút. Đó, vậy thôi. Để coi. Không, có nhiều người á, người ta làm ớt hay gì ta đâm, không thôi thì ta bỏ nguyên trái vô để ta nấu sao. Đó, còn cái này đường phèn, còn mình cũng ở trên cỡ thì nói bao nhiêu đó thì mình cũng nhắm, mình muốn bỏ nhiều bỏ đó, mặn ngọt thì hồi nữa mình thêm vô. Nhiều quá còn có nước dừa nữa mà nhiều quá vậy. Cái này đâu có nhiều đâu, thì cái này á mình á nói tự hiểu mà. Bỏ đường nhiều thì bớt nước dừa lại vậy thôi. Hồi nước vô mình nếm nữa, cái vị mình thấy nó ngọt quá thì thêm nước lắm lắm. Còn lạc quá cho nước. Cho
cho nước vô. Ủa lạc quá. Mặn, mặn quá thì cho nước vô. Để coi khi này mình làm lên thử coi có giống ai không. Tại vì trước giờ tôi nói thịt kho tàu chỉ có trứng với thịt thôi, còn giờ mình chế thêm thịt kho tàu rồi măng rồi nấm nữa, để coi giống ai không. Cái này là nó trước nha, cái này mình không có chỉ hướng dẫn để làm, là cái này là mình giống như là con chuột bạch đang thử đồ ăn vậy đó. Mình làm thử coi, nếu mà ngon thì mình ăn, làm tiếp, còn không được thì thôi mình bỏ. Giống như mình eyeball nó là hơi, mình muốn bỏ nhiều bỏ mà. Đó. Hình như chắc tìm chút xíu nữa. Đó rồi, muối, thấy nhiều người ta nói bỏ muối nhiều lắm thì mình cũng thử bỏ nhiều thử coi. Mặn chết, còn nước mắm chi ông ơi? Đâu có mặn, nhiều người hai bỏ chỉ là canh luôn á. Cái gì, bỏ tới hai muỗng canh được hả? Ừ. Đó. Nhưng mà tùy theo cái lượng thịt thà. Với lại đường phèn á, nhiều lắm. Đường phèn bỏ hả? Bỏ 4-5 muỗng luôn. Mà cái đó là 1 ký. Còn mình cái này là nửa ký thì mình cũng bỏ. Của mình là 600g thịt với 20 cái trứng. Đó, ở cái này mình làm mình ăn mà. Không, nãy giờ mình quên. Tại sẵn có cái cối đây mình giả tỏi cái thì mình lấy, chứ không thôi bỏ vô máy bấm cái chừng 5-10 giây là xong rồi. Cái chừng mình giả gần xong mình mới nhớ, ủa mình có máy rồi không xài. Giả giờ lâu phải không? Ừ, giả dạo này già rồi, giả hồi bắt tay. Nhưng mà hồi đó anh lại thích giả, anh nói giả thì nó ra nước ngon hơn. Không, nhưng mà còn cái đường á đâu có cần mà ra nước đâu. Bỏ thịt vô ướp à. Nhưng mắm vô cái này là mình không có cân lượng gì, mình đổ tới đâu mình nếm tới đó thì thôi. Có nhiều người ta nói ướp xong á phải để 1 tiếng đồng hồ sau cho nó thịt nó thấm. Và dắt nguyên một cái chanh luôn á, để bữa nay lần đầu tiên mình dắt. Bây giờ cái này nữa không lấy. Cái này đúng là làm bía không được, tại vì mỗi lần lấy này ra là dắt là phải đi rửa mệt mà. Trái hình như thấy có vẻ thiếu đường nha. Tại vì chanh chua quá rồi. Không, tại vì bà con bỏ đường nhiều lắm, đường phèn nhiều lắm. Không, để anh coi lại coi bà con nói. Coi YouTube nè. Ờ hả? Thì cái này mình YouTube mà. Đang học YouTube mà. Ok, giờ mình bỏ qua đây bắt đầu kho nữa. Ờ hả? Giờ đó lấy cái nước tráng cái thố đó. Cái thố. Không, lấy nước giờ bắt đầu đổ nước ngập mặt vô. Đổ nước ngập mặt. Không thiệt. Không mà được cái nước New York này á, từ trong trong đây trong vòi mình xài luôn, khỏi cần qua nước lọc. Tại vì nhiều người nói ồ trời ơi tại sao lấy nước không tên. Nhưng mà được cái là nước New York là nó lọc sạch hết rồi. Đó, ngập mặt vậy nè. Ngập mặt thịt chứ không phải ngập. Không. Đổ ngập mặt mà, mình ấy mà. Thiệt chứ bộ tiếng Việt mình đổ ngập mặt, ăn cho ngập mặt luôn. Đó.
Rồi xong rồi giờ mình bắt lửa lên. Cũng biết nữa, đâm để cho nước nó thấm vô. Mà vợ mình xưa giờ cứ luộc xong rồi nó thảy vô hàng kia, ăn ngoài mặn trong nó lạc. Hồi sáng đâm. Rồi, đơn giản. Đơn giản. YouTube, bà con chỉ là nếu mà khọn không có nước cốt dừa đó thì mình bỏ đường nhiều chút xíu. Giờ nãy mình bỏ mình cũng nhắm chừng thôi, nhưng mà kệ mình, giờ mình bỏ thử vô chừng chắc nửa lon đi ha. Cái này giống như mình làm kiểu như mà dân tài tử thôi. Lon không? Thì muốn bỏ một lon đi. Thôi kệ, bỏ hết lon thử không? Lon thì nó hơi ngọt. Nhưng mà nãy anh có vắt chanh nhiều quá, anh đổ ra. Rồi, được rồi. Rồi, giờ để hầm. Mình bỏ nước màu vô, giờ cứ bỏ đại đi, miễn là màu nó đẹp. Cái này chủ yếu là để màu cho màu nó đẹp thôi. Đây chưa? Một muỗng. Rồi. Hai muỗng được chưa? Được rồi. Được rồi phải không? Dạ. Nó có bọt á, nhưng mà cái bọt này sạch. Bọt này sạch, thấy không? Sạch sẽ không? Không, cái này mình luộc sơ rồi, lấy nước dơ ra hết rồi. Mình rửa nước dơ sạch sẽ hết rồi. Còn nếu mà muốn đậm nữa thì thêm muỗng nữa. Con này cũng được rồi. Chưa gì mới có sôi lên đã hửi hửi rồi. Ok, giờ nước sôi rồi, giờ mình bỏ trứng vô mình hầm luôn. Để cho nó ngấm. Không, hồi nhớ hồi xưa, hồi nhỏ đó, có lần đi Đà Lạt, cái vô ăn cơm thịt kho tàu nè, có cái quán đó, thay vì trứng luộc, nhưng mà chiên, luộc xong rồi đi chiên, nên cái vỏ nó phồng lên giống như da heo vậy đó, trời ăn ngon, thì thôi luôn. Mà giờ cái mình chiên xong rồi kho. Ừ, chiên xong rồi kho. Bữa nay mình quên làm, để bữa khác mình làm chiên đi. Thôi bây giờ còn lại đó, mớ đó chiên đi. Là mất công quá à. Tôi nói để lần sau làm cái khác cho nó ấy. Chiên xong rồi kho thì ăn cái vỏ nó dễ. Bữa nay mình thử măng với nấm rồi, nó đã khác vị rồi. Nó bị lai căng rồi, mà còn giờ chiên lên nữa hả? Thành ra nó lai nhiều quá, mình không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Để từ từ đó. Để thử coi cái nồi này ra nó giống ai không. Coi nè. Còn măng với nấm á, tại vì nó mau chín nên mình phải để gần lúc bắt xuống á, thì mình mới bỏ vô. Chứ không thôi giờ bỏ vô rồi nó ngấm. Nó sằng nó ngấm rồi cái nó teo mắt lại rồi nè. Đây wow, nó đẹp ha. Chưa gì khen đẹp. Cứ phải để lửa riêu riêu vậy đó, nãy giờ cũng có tiếng hơn rồi đó. Lửa riêu riêu vậy mà chưa gì là thấy không để này á. Chưa về là thấy con chó nó đã thầu miếng thịt trước rồi. Không, để thử cái này á, giống như thử đồ ăn cho vua vậy đó. Thấy coi, chó ăn cơm Việt Nam rồi phải không? Chưa kho xong mà con chó đã ăn trước rồi. Coi, nó chật nè. Nó ngồi nó chật kìa. Thử nha. Thử chưa? Thịt kho trứng. Thịt kho trứng. Ồ, ngon. Bà con tưởng nấu tấu thịt kho trứng cho chó ăn. Không có con ha. Ngon ơi. Giỏi nha. Ăn coi. Sáng giờ nó bụng mà.
đến giờ nó ăn rồi phải lấy ra cho nó ăn. Đúng rồi. Mình giờ mình bỏ thêm cái miếng nước màu vô nữa. Để cho nó đẹp màu. Cho nó đậm màu hơn nữa. Tối nhiều quá. Trời ơi, người ta không có cần bỏ nước màu. Ta chỉ bỏ nước dừa nó lên màu tự nhiên đó ông ơi. Đâu, thì giờ mình muốn đậm á, mình bỏ màu vô. Đẹp mà. Hồi lát nó cạn, nó đậm nữa. Nghẹn kho thôi, ít thêm, ý thích của ổng. Ờ hả, mình ở nhà mình ăn mà. Cái này mình đâu có lại giống như hướng dẫn nấu ăn đâu. Mình làm để nhà mình ăn mà. Trời, kho được nồi này là giỏi lắm rồi đó. Nhìn sơ sơ vậy chứ hồi đó nó lên màu đó ông ơi. Nó cạn là nó lên màu dữ nữa. Xong chưa? Được rồi, này kêu bằng ba món luôn. Thịt kho mang trứng, rồi thịt kho nấm rơm, gom cho một nồi. Là ăn là kiểu mới luôn á. Dạ, được rồi phải không? Ừ, được rồi. Dạ, tắt bếp đi. Ngon bá cháy luôn. Thơm. Tâm phức rồi. Mà có điều cái màu nó không giống thịt kho tàu ở Việt Nam làm. Dạ. Ừ. Tại chắc mãi cái đèn quá. Chắc tại cái đèn quá. Không, để bữa nào mình đo cân đo đong đếm đàng hoàng mình làm thịt kho tàu riêng thử thôi. Đó, với bầu chấm, với bầu luộc, với lại rau càng cua nhà trồng. Tự mình nấu, tự mình ăn rồi tự mình khen luôn. Kho nấm rơm, thịt kho măng, thịt kho trứng, thịt kho cùi dừa, cơm dừa, dừa nữa. Gọi này giờ hỏi mày ăn gì em? Thịt kho thập cẩm, kho măng trứng nấm. Mới kho xong cái là múc có phần rồi đó. Có người xin phần rồi đó. Yummy.